cộng sự viên của Ngài. Đây còn là hình ảnh của giáo hội. Như Thánh Ignatio thành Antioquia đã nói, mỗi khi Đức Giám Mục cử hành phục vụ với đoàn chiên của mình, cùng với linh mục đoàn và các thừa tác viên bao quanh, thì đó chính là lúc mầu nhiệm giáo hội được tỏ lộ và là dấu chỉ sự hiệp nhất của nhiệm thể Chúa Kitô. Vì thế cũng trong thánh lễ đồng tế này, các linh mục hiện diện được Đức Giám Mục chủ tế mời gọi nhắc lại lời hứa mà các ngài đã tuyên hứa ngày thụ phong. Đồng thời Đức Giám Mục cũng mời gọi cộng đồng giáo dân cầu nguyện cho các linh mục của mình. Đặc biệt trong thánh lễ sáng nay được gọi là lễ truyền dầu, vì trong thánh lễ này Đức Giám Mục sẽ truyền phép ba thứ dầu là dầu bệnh nhân, dầu dự tòng và dầu thánh hiến. Dầu sau khi được làm phép được gọi chung là dầu thánh. Dầu thánh không phải là bí tích nhưng cần thiết cho việc cử hành các bí tích. Dầu thánh cần thiết tuyệt đối cho hai bí tích: sức dầu bệnh nhân và thêm sức. Dầu bệnh nhân sẽ được dùng để sức cho những người ốm nặng hoặc già nua kiệt sức. Dầu dự tòng sẽ được dùng để sức cho những người chuẩn bị chịu phép rửa tội để gia nhập vào mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô, được tham dự vào ba chức vụ tư tế, tiên tri và phục vụ của Ngài. Dầu thánh hiến sẽ được dùng để sức cho những người chịu phép rửa tội, phép thêm sức, để những người này trở nên chứng nhân của Chúa ở trần gian. Dầu này còn được sức trên tay các linh mục và trên đầu giám mục trong ngày lãnh nhận bí tích truyền chức thánh, để nói lên sự thánh hiến cho Thiên Chúa, đặc cử làm thừa tác viên của Chúa, lo việc rao giảng tin mừng, chăm sóc đời sống thiêng liêng cho các tín hữu và cử hành việc phụng thờ Thiên Chúa với tư cách là tư tế thừa tác. Ngoài ra, dầu thánh còn thánh hiến các nơi thánh và vật thánh như nhà thờ, bàn thờ và chén thánh. Dầu thánh được kể là hình ảnh của Chúa Thánh Thần. Cũng như dầu, Thánh Thần là sức mạnh, là sự dịu dàng, sung mãn và niềm vui lan tỏa và thấm nhập. Khi thánh hiến dầu, Đức Giám Mục kêu cầu Thánh Thần ban ơn an ủi, dầu bệnh nhân ban ơn khôn ngoan và sức mạnh nơi dầu dự tòng, ban thần lực nơi dầu thánh hiến, và gọi việc sức dầu thánh là sức dầu Thánh Thần. Chúng ta cùng sốt sắng tham dự thánh lễ này để cầu xin Chúa ban cho gia đình giáo phận chúng ta luôn hiệp nhất giữa mọi thành phần dân Chúa và linh mục đoàn, cùng với Đức Giám Mục chủ chiên của giáo phận. Xin cho mọi thành phần trong gia đình giáo phận chúng ta sống xứng đáng với sứ vụ của mình trong đức tin và đức ái, để chúng ta bước vào mầu nhiệm vượt qua với Chúa Giêsu đầy tràn linh thánh và ân sủng. Mời cộng đoàn cùng đứng để chúng ta tham dự thánh lễ. Xin ca đoàn hát ca nhập lễ.
Nước mắt hồn màu, nước mắt hồn xa, khi chân nhận ra mình là con.
nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Trọng kính Cha Tổng Đại Diện, kính thưa quý cha cố, quý cha quản hạt, quý cha, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ, quý thầy phó tế, quý chủng sinh, quý vị đại diện các ban hành giáo và toàn thể anh chị em thân mến. Sáng hôm nay, trong ngôi nhà thờ chánh tòa thân thương này, hầu hết các linh mục đang phục vụ trong giáo phận và đại diện cho mọi thành phần dân Chúa đều quy tụ về chung quanh giám mục giáo phận để cử hành thánh lễ làm phép dầu. Điều này cho chúng ta thấy được tầm quan trọng của sự hiệp thông trong hội thánh. Giám mục giáo phận cùng với linh mục đoàn hiện diện giữa lòng cộng đoàn dân Chúa. Các linh mục quy tụ và cùng đồng tế thánh lễ này vì các ngài là chứng nhân và cộng tác viên của giám mục trong việc sức dầu thánh. Các ngài chia sẻ sứ vụ được thánh hóa để xây dựng và hướng dẫn dân Chúa. Các ngài biểu lộ sự duy nhất của chức linh mục và hy tế của Đức Kitô luôn luôn hiện diện trong giáo hội. Thánh lễ này biểu lộ sự kết hợp mật thiết giữa các linh mục giáo phận với giám mục của mình. Dầu thánh được giám mục thánh hiến trong thánh lễ hôm nay được dùng để sức lên trên những người mới được lãnh nhận bí tích rửa tội, ghi dấu thánh giá trên người lãnh bí tích thêm sức, sức lên đôi bàn tay của linh mục và trên đầu của giám mục trong ngày chịu chức, sức lên vách nhà thờ và trên bàn thờ trong ngày thánh hiến. Dầu dự tòng được dùng để chuẩn bị cho người dự tòng lãnh nhận bí tích rửa tội. Dầu bệnh nhân được dùng để nâng đỡ những người đau yếu và chữa lành bệnh tật trên thân xác. Trong thánh lễ hôm nay, các linh mục sẽ lặp lại lời tuyên hứa của mình trong ngày chịu chức linh mục. Ước muốn được thuộc về Chúa Giêsu, trung thành với những lời cam kết và phục vụ cộng đoàn dân Chúa được trao phó theo gương của vị mục tử nhân lành luôn là điều mà các linh mục phải quyết tâm mỗi ngày, và anh chị em chúng ta cầu nguyện cho các ngài. Chúng ta hãy cầu nguyện một cách đặc biệt cho các linh mục yêu quý của giáo phận chúng ta, để các ngài luôn sống xứng đáng với sứ vụ mà Đức Kitô đã trao phó, mỗi ngày trở nên người mục tử thánh thiện, chăm sóc đàn chiên theo gương Chúa Giêsu, người mục tử nhân hậu. Và giờ đây, chúng ta hãy nhìn nhận mọi tội lỗi thiếu sót, xin Chúa tha thứ để xứng đáng cử hành thánh lễ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng chí, cả thiên hàng, cả thầy và anh chị em khẩn cầu cho tôi. Chúa Tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa thương quyền, xin Chúa thương, xin thương xót.
vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Ta bình an dưới thiên, bình an dưới thiên cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con tán ca Chúa vì vinh quang cao cả. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban Thánh Thần sức dầu tấn phong con một Chúa làm đấng thiên sai và làm Đức Chúa. Chúa đã hiến thánh chúng con khi cho chúng con kết hợp với Người. Xin cho chúng con cũng nhờ Người trở nên chứng nhân của tin mừng cứu độ. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách ngôn sứ Isaia. Thần khí của Đức Chúa là Chúa thượng ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa, một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta. Người sai tôi đi yên ủi mọi kẻ khóc than, tặng cho những kẻ khóc than ở Sion tấm khăn đại lễ thay cho bụi, dầu thơm hoan lạc thay tang chế, áo ngày hồi thay tâm thần sầu não. Còn anh em sẽ được gọi là tư tế của Đức Chúa. Người ta sẽ gọi anh em là người phụng sự Thiên Chúa chúng ta. Ta sẽ theo lòng thành tín mà ban phần thưởng cho các ngươi.
và sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu. Dòng dõi các ngươi sẽ nức tiếng giữa chư dân, và giống nòi các ngươi sẽ lừng danh giữa muôn nước. Tất cả những ai thấy các ngươi sẽ biết rằng các ngươi là một dòng dõi được Đức Chúa ban phúc lành. Đó là lời Chúa. Đã kiếm tìm gặp gỡ David ngày xưa, ta đã sức giàu đầy tớ trung kiên của mình, và để từ đấy bàn tay ta phù giúp băng trợ người, và cánh tay này cùng có thân danh người đến muôn đời. Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa đến muôn muôn đời. Đấy lòng tín thành hồng phúc ân sủng của ta tuôn đổ trên người, nhờ đó tăng thêm sức mạnh, rồi người thành khấn nhìn lên cao và sẽ thưa cùng ta: lạy Chúa nhân từ, ngài chính cha hiền là đấng cứu độ. Chính người thưa ngài: lạy Chúa Cha rất từ nhân, Chúa là đá tảng, là đấng ban ơn cứu độ, và này ngài phán: lòng thương ta bền vững muôn đời liền, giao ước với người được mãi duy trì ngàn kiếp không phai. Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa đến muôn muôn đời. Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Nguyện xin Đức Giêsu Kitô là vị chứng nhân trung thành, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết trỗi dậy, là thủ lãnh mọi vương đế trần gian, ban cho anh em ân sủng và bình an. Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của người. Kính dâng người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen. Kìa, người ngự đến giữa đám mây, ai nấy sẽ thấy người, cả những kẻ đã đâm người. Mọi dân trên mặt đất sẽ đấm ngực than khóc khi thấy người. Đúng thế. Amen. Đức Chúa là Thiên Chúa phán: ta là Alpha và Omega,
là đấng hiện có, đã có và đang đến, là đấng toàn năng. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Và cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Nazareth, nơi người sinh trưởng, và theo thói quen của người, thì ngày Sa-bát người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho người sách tiên tri Isaiah. Mở ra, người gặp ngay đoạn chép rằng: Thánh thần Chúa ngự trên tôi vì người sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng. Người gấp sách lại trao cho thừa tác viên và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Anh chị em thân mến, trong ngày lễ làm phép dầu, thánh hiến dầu thánh, dầu dự tòng và dầu sức cho bệnh nhân, phục vụ lời Chúa nêu bật ý nghĩa của việc Chúa sức dầu thánh hiến một ai đó để sai người đó đi thi hành sứ mệnh Ngài giao phó. Ai là người được sức dầu tấn phong? Đọc ở trong Kinh Thánh, chúng ta có thể thấy những trường hợp được Chúa sức dầu bằng dầu thánh theo lệnh của Chúa ở trong nghi thức tấn phong, như là các tư tế Aaron, Sa-đốc. Sức dầu cho các vua, chúng ta thấy trong trường hợp của Sa-lê, David, Absalom, Salomon. Các ngôn sứ như Elise, Isaiah, tác giả của bài đọc thứ nhất hôm nay, không được lãnh nhận ấn tín sức dầu theo cách này. Lời của Isaiah nói về ơn gọi của mình, chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất, và được Chúa Giêsu áp dụng cho chính mình, là lời nói về ơn gọi của một vị ngôn sứ.
Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu cho tôi, người sai tôi đi đem tin mừng cho người nghèo khó. Sứ mệnh của ngôn sứ là công bố lời của Chúa. Việc đem tin mừng được thể hiện qua hai điều. Thứ nhất là công bố sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù tìm thấy ánh sáng, cho người bị áp bức tìm thấy được sự tự do. Và cái điểm thứ hai là công bố cái năm hồng ân của Thiên Chúa. Năm hồng ân được lề luật ấn định vào mỗi 50 năm. Ở trong sách Lê Vi ấn định sau 7 tuần năm, tức là sau 49 năm đến năm thứ 20, thì đó là năm hồng ân của Thiên Chúa. Người ta tái lập cái trật tự xã hội trên những ai, những người Do Thái bị bắt, bị bán làm nô lệ thì sẽ được giải phóng. Những người nghèo phải cầm cố ruộng đất của mình để sống qua ngày sẽ được trả lại. Trên đó là cái năm hồng ân của Thiên Chúa. Nhiệm vụ của vị ngôn sứ là công bố, còn chính Thiên Chúa mới là người thực hiện. Trên đôi khi chúng ta thấy người ta phân biệt ngôn sứ thật và ngôn sứ giả. Người ta bảo ngôn sứ thật là người nói điều gì và điều đó được thực hiện, còn ngôn sứ giả là người nói một điều gì đó mà nó không xảy ra. Người ta cứ tưởng chừng ngôn sứ là người có quyền biến một lời tiên báo thành sự thật. Nhưng không, trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy Chúa mới là người thực hiện cái điều mà các ngôn sứ phán. Trên có những điều Chúa thực hiện, nhưng có những điều vì lòng thương xót của Chúa mà Chúa không thực hiện những điều đó nữa. Vì Chúa đã sức dầu cho vị ngôn sứ nên Thánh Thần Chúa ngự trên các ngài. Cái cách nói Thánh Thần Chúa ngự trên một ai đó có nghĩa là người đó được tràn đầy Chúa Thánh Thần, được dùng để chỉ một người được Chúa chọn, và người này trở nên người của Chúa, như trường hợp của ngôn sứ Balaam trong sách Dân Số, như Giô-suê trong sách Thứ Luật, như các vị quan án, những người được Chúa chọn ở trong Isaiah chương 11, như người tôi tớ trung tín ở trong Isaiah chương 42. Khi Chúa Giêsu đọc đoạn tiên tri trong hội đường và người nói: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà tai quý vị vừa nghe." Người muốn nói rằng người là vị ngôn sứ của Thiên Chúa được sai đến để loan báo tin mừng giải thoát. Và người cũng chính là vị ngôn sứ trung tín mà Isaiah nói đến ở trong chương 42 và được Thánh Matthew ghi nhận khi thấy Chúa Giêsu vì chữa lành những người đau yếu tật nguyền mà bị những người Pharisêu ghen ghét và tìm cách loại trừ. Thánh Matthew nhắc lại lời của Isaiah: "Đây là người tôi trung ta tuyển chọn, đây là người ta yêu dấu, ta hài lòng về người, ta cho thần khí ta ngự trên người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân, người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy tiếng người lên giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi dân người." Matthew chương 12. Chúa Giêsu không những là một vị ngôn sứ, ngài còn là người tôi tớ trung tín gánh vác tội lỗi cho muôn dân nữa. Đoạn sách hôm nay không chỉ dừng lại ở sứ vụ ngôn sứ, nhưng còn đặt ơn gọi ngôn sứ trong cộng đoàn dân Chúa. Vì ngôn sứ có bổn phận giúp cho cộng đoàn dân được tuyển chọn ý thức được ơn gọi cao quý của mình và luôn sống thánh thiện. Isaiah viết: "Còn anh em sẽ được gọi là tư tế của Chúa, người ta sẽ gọi anh em là người phụng sự Thiên Chúa chúng ta."
giữa vị ngôn sứ, tư tế và cộng đoàn dân Chúa có một mối tương quan mật thiết. Vị ngôn sứ công bố lời Chúa để dẫn đưa dân bước đi trong đường ngay nẻo chính. Vị tư tế thay mặt cho dân để dâng lên Thiên Chúa lời kinh nguyện và lễ toàn thiêu. Cộng đoàn dân Chúa đón nhận vị ngôn sứ, vị tư tế như là những người được Thiên Chúa sai đến để giúp mình thánh hóa đời sống. Đồng thời, lòng đạo đức và lòng yêu mến của dân Chúa cũng giúp cho vị ngôn sứ và vị tư tế ý thức hơn về giá trị cao quý của ơn gọi và quyết tâm sống xứng đáng với ơn gọi đó. Quý anh em linh mục thân mến, chúng ta hiểu lý do tại sao chúng ta cử hành lễ làm phép dầu hôm nay giữa lòng cộng đoàn dân Chúa. Sự hiện diện của cả linh mục đoàn, chung quanh giám mục giáo phận, giữa lòng cộng đoàn dân Chúa nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa và giá trị của ơn gọi linh mục. Linh mục là ngôn sứ, người hướng dẫn bằng lời Chúa. Đồng thời linh mục cũng là vị tư tế hàng ngày dâng lên Thiên Chúa hy tế của Chúa Giêsu, kết hợp với những hy sinh của toàn thể dân Chúa. Linh mục được sai đến để phục vụ giữa dân Chúa, để làm cho cả cộng đoàn được thánh hiến, trở thành dân tư tế của Chúa. Đời sống linh mục chỉ có ý nghĩa khi chúng ta biết kết hiệp với Chúa Giêsu, hiệp thông với giám mục giáo phận, với anh em linh mục và với cộng đoàn tín hữu. Bởi vì chúng ta là những người có nhiệm vụ chăm sóc đoàn chiên được Thiên Chúa trao phó, tôi muốn mượn lời của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày lễ đăng quang giáo hoàng của Ngài để nhắc nhở với anh em như thế này. Đức Thánh Cha nói, là người bảo vệ cũng có nghĩa phải là người coi sóc những cảm xúc của mình, lưu tâm đến trái tim của mình, bởi chúng là nơi sinh ra thiện và ác, những ý muốn xây dựng và hủy hoại. Chúng ta đừng sợ sống tốt lành hiền hòa. Để chăm sóc, bảo vệ, cần phải sống tốt lành hiền hòa. Trong các sách phúc âm, Thánh Giuse xuất hiện như một người mạnh mẽ, can đảm, một người lao động. Nhưng chúng ta thấy rằng trái tim Ngài dịu dàng biết bao. Sự hiền lành không phải là đức tính của kẻ yếu, nhưng thực sự là dấu chỉ của một tinh thần mạnh mẽ và khả năng biết quan tâm, đồng cảm, thật sự mở lòng ra với tha nhân và cho tình thương yêu. Chúng ta đừng sợ sống tốt lành và hiền hòa. Và quý anh chị em, tín hữu thân mến, thật là đẹp đẽ và đáng chúc phúc cho cộng đoàn giáo hội cùng hiệp thông sống tin mừng và loan báo niềm vui được làm con cái Chúa. Trên tiến trình làm cho hoàn toàn ứng nghiệm lời của ngôn sứ Isaiah công bố năm hồng ân của Thiên Chúa, mọi thành phần dân Chúa, từ giám mục, linh mục đến mọi người giáo dân, đều phải khiêm tốn sống với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu. Anh chị em hiểu được nỗ lực của chính mình để trung thành với bổn phận và với tình yêu Chúa. Xin anh chị em hãy tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ các linh mục, để các ngài luôn biết sống quảng đại và khiêm tốn hơn nữa trong trách vụ nặng nề của người mục tử. Dẫu cho các ngài đã cố gắng rất nhiều để yêu mến và phục vụ anh chị em, các ngài vẫn rất cần đến lời cầu nguyện và hy sinh của anh chị em để chu toàn xứng đáng trách nhiệm của người mục tử. Xin anh chị em đừng quên cầu nguyện cách đặc biệt cho 6 thầy phó tế sẽ được lãnh nhận chức linh mục vào ngày 25 tháng 4 tới này. Và quý anh em linh mục thân mến, giờ đây xin mời quý anh em lặp lại lời tuyên hứa trong ngày chúng ta nhận chức thánh trước mặt cộng đoàn dân Chúa, đồng thời xin cộng đoàn cầu nguyện cho chúng ta. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, ngày lãnh nhận thiên chức linh mục, các linh mục phải tuyên hứa vâng phục đấng bản quyền
và đón nhận sứ mạng phục vụ, quản lý trung thành các nhiệm tích của Chúa, trung thành với giáo hội. Hôm nay một lần nữa các linh mục lặp lại lời tuyên hứa trước Đức Giám mục về sứ vụ mà các ngài đã lãnh nhận trong thiên chức linh mục. Chúng con kính mời quý cha hướng về vị chủ chăn của mình để lặp lại lời tuyên hứa. Mời cộng đoàn đứng. Anh em linh mục thân mến, trong ngày kỷ niệm Đức Kitô chia sẻ chức vụ tư tế của người cho các thánh tông đồ và mỗi người chúng ta, anh em có muốn lặp lại những lời anh em đã tuyên hứa trước mặt giám mục của anh em và trước mặt cộng đoàn dân Chúa trong ngày anh em lãnh nhận chức linh mục không? Thưa con muốn. Ngày chúng ta lãnh nhận chức thánh vì yêu mến Đức Kitô và để phục vụ hội thánh người, chúng ta đã vui lòng chấp nhận trách nhiệm cộng đoàn được trao phó cho chúng ta. Vậy anh em có muốn ngày càng gắn bó hơn với Chúa Giêsu và cố gắng noi gương người mà từ bỏ bản thân và trung thành giữ những lời chúng ta đã cam kết không? Thưa con muốn. Chúng ta phải là những người quản lý trung thành đối với những mầu nhiệm của Thiên Chúa khi rao giảng lời Chúa, cử hành bí tích thánh thể và các bí tích khác. Vậy theo gương Chúa Kitô là thủ lãnh và là mục tử của chúng ta, anh em có muốn thi hành chức vụ của mình một cách nhiệt thành và vô vị lợi không? Thưa con muốn. Mời cộng đoàn đứng hiệp thông với lời cầu nguyện của các vị chủ chăn trong giáo hội của Chúa. Anh chị em giáo dân thân mến, xin anh chị em hãy cầu nguyện cho các linh mục của anh chị em. Xin Thiên Chúa ban cho các ngài được tràn đầy ân sủng để các ngài trở nên những tôi tớ trung thành của Đức Kitô Thượng Tế và nhờ đó dẫn đưa anh chị em đến với người là nguồn mặt duy nhất của ơn cứu độ. Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con. Xin anh chị em cũng cầu nguyện cho giám mục của anh chị em, để chính tôi cũng trung thành với sứ mạng tông đồ Chúa giao phó cho tôi. Nhờ đó, giữa anh chị em, tôi trở nên hình ảnh ngày càng sống động và trung thực hơn của Đức Kitô là tư tế, mục tử, tôn sư và là tôi tớ của mọi người. Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con. Xin Thiên Chúa giữ gìn tất cả chúng ta trong tình thương của Người. Xin Người đích thân hướng dẫn mục tử cũng như đoàn chiên tới sự sống muôn đời. Amen. Giờ đây Đức Giám mục trao hôn bình an cho các linh mục. Chúng con kính mời cha tổng đại diện cùng quý cha tiến lên trước Đức Giám mục. Xin mời cộng đoàn an tọa. Chúng con kính mời quý cha tiếp tục. Thank you.
đời, Chúa đã chọn gọi con, nuôi thân con trong tình Ngài, nâng đỡ con đi tới, luôn trông coi bước đường đời, gìn giữ trong tình yêu, xin cho con đáp tình Ngài, đời con mãi tin Chúa. Thank you.
đời con, con ghi dấu chân hoàng đàn. Bao nhiêu hồng ân bỏ qua chuốc bao khổ đau, có lúc đam mê để rồi nắng chiếu ê chề. Nay đường bóng Chúa tìm lại lẽ sống cho đời con bước đêm để làm theo ý con. Nhưng con xin dâng trọn đời cho nước trời, như sắp nên tâm cho đời thắp sáng, như chút muối bên cho tình mến thơm, như tiếng ru êm cho đời nóng ấm, cho tươi vui nụ cười. Vui vui làm sao được nghe tiếng Cha kêu mời, hân hoan tìm đến để dâng hiến cho tuổi dài, muốn sống cho Ngài và đem sức sống cho đời. Cho con theo mãi để làm nhân chứng cho Ngài thôi. Con không biết để làm theo ý con, nhưng con xin dâng cho đời cho nước trời, như sắp nên tâm cho đời thắp sáng, như chút muối bên cho tình mến thơm, kính thưa cộng đoàn. Giờ đây các bình dầu sẽ được rước lên cung thánh cách long trọng và tôn nghiêm. Trong khi đoàn rước tiến ra, mời ca đoàn hát bài ca Ôi Đấng Cứu Độ Muôn Nước Thế Gian. Xin mời đoàn rước bắt đầu. Đây là dầu để cung hiến thành dầu thánh. Thưa Đức Cha, đây là dầu để cung hiến bạch nhân. Thưa Đức Cha, đây là dầu dự tòng.
Mời cộng đoàn chúng ta tỏa, chúng ta tiếp tục phần phục vụ thánh thể. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã nhờ Chúa Thánh Thần sức dầu tỉnh phong con một cha, làm thượng tế giao ước mới và vĩnh cửu. Cha đã định liệu cho chức linh mục duy nhất của người được tồn tại trong hội thánh.
Người không chỉ ban chức linh mục vương giả cho dân riêng của cha, mà còn lấy tình huynh đệ tuyển chọn một số người để họ tham gia thánh vụ của người nhờ việc đặt tay. Cha muốn họ nhân danh người tái diễn hy lễ cứu độ, dọn cho con cái cha bàn tiệc vượt qua, lấy tình thương dẫn dắt, lấy lời cha nuôi dưỡng và dùng các bí tích bồi bổ dân thánh của cha. Khi hiến dâng cuộc đời cho cha để lo cho anh chị em được cứu độ, họ cố gắng nên giống Đức Kitô và kiên trì làm chứng về đức ái và đức tin. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng cha và hân hoan tung hô rằng: lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thân thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Vinh Sơn chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời
cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Kính thưa cộng đoàn, giờ đây Đức Giám Mục sẽ làm phép dầu bệnh nhân. Nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên dầu này và ban cho người được sức dầu này mọi ơn hộ vực hồn xác. Lạy Chúa là Cha mọi nguồn an ủi, Chúa đã muốn nhờ con Chúa mà chữa bệnh tật cho những người đau yếu. Chúng con nài xin Chúa đoái thương nhậm lời chúng con tin tưởng cầu nguyện. Xin ban Thánh Thần Chúa đấng an ủi từ trời xuống trên chất dầu này mà Chúa đã thương cho cây xanh tươi sản xuất hầu bổ dưỡng thân xác, để nhờ ơn phúc lành của Chúa, những ai được sức dầu này đều lĩnh nhận ơn hộ vực thân xác và tâm hồn, được khỏi mọi đau đớn, bệnh hàn tật nguyền. Lạy Chúa xin ban cho chúng con dầu Chúa đã chúc phúc, nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Dầu bệnh nhân đã được truyền phép, dầu đó từ nay sẽ nên nguồn mạch ơn thiêng, tẩy xóa tội lỗi, an ủi nâng đỡ bệnh nhân, làm dịu mọi đau đớn tật nguyền. Khi mà những người thế gian và những hứa hẹn giả dối của cuộc đời càng xa mờ trước mắt bệnh nhân, khi mà giờ phán xét và phép công thẳng của Thiên Chúa càng tới gần, thì người bệnh càng cần ơn nâng đỡ ủi an. Như một trẻ sơ sinh trong giấc ngủ chập chờn khua tay non nớt tìm cánh tay mẹ, thì người bệnh trong giờ phút quyết liệt của cuộc đời, trước sự tiêu tan của mọi ảo vọng thần thế, cũng giơ tay lên Chúa để tìm sự nâng đỡ ủi an mà dầu thánh sẽ ban cho họ trong phép sức dầu. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lên Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta dám nguyện đó. Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đối thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
con, yêu con bằng mối duyên đầu khi con được khoác thân làm người. Gọi mời con sống mến thương, yêu con nói sao vừa, lòng. Chúa đã vì yêu tha thiết bao nhiêu lá rừng, tình ngài bấy nhiêu. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa dùng các bí tích cho chúng con tìm lại được sức mạnh. Xin giúp chúng con sống giữa người đời như những chứng nhân của Đức Kitô, để cùng với người chúng con đưa họ về với Chúa, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Giờ đây Đức Giám Mục sẽ làm phép dầu dự tòng. Dầu dự tòng sẽ được dùng sức cho người chuẩn bị lãnh bí tích rửa tội, để xua đuổi bóng tà và thêm sức dẻo dai giúp họ giữ đạo. Lạy Chúa là sức mạnh, là đấng che chở dân Chúa. Chúa đã dùng dầu làm dấu chỉ sức mạnh. Xin đoái thương ban phúc cho dầu này.
và ban sức mạnh cho những người dự tòng được sức dầu này, để họ lĩnh nhận sự khôn ngoan và sức mạnh của Chúa mà thông hiểu sâu xa phúc âm của Đức Kitô, quảng đại chấp nhận những khổ cực trong đời sống Kitô hữu, và khi xứng đáng trở nên dưỡng tử của Chúa, họ được vui mừng tái sinh và sống trong hội thánh Chúa nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Giờ đây Đức Giám Mục sẽ làm phép dầu thánh hiến. Dầu thánh hiến hay còn gọi là dầu Christma sẽ được dùng để sức cho những người chịu phép rửa tội, thêm sức để họ trở nên con Thiên Chúa và trở nên chứng nhân của Chúa ở trần gian. Dầu này còn được sức trên tay các linh mục và trên đầu giám mục trong ngày lãnh nhận bí tích truyền chức, để nói lên sự thánh hiến cho Thiên Chúa, đặc cử làm thừa tác viên của Chúa, lo việc rao giảng tin mừng, chăm sóc đời sống thiêng liêng cho các tín hữu và cử hành việc phụng thờ Thiên Chúa với tư cách là tư tế thừa tác. Ngoài ra, dầu thánh còn dùng để thánh hiến các nơi thánh và vật thánh. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa Cha toàn năng chúc lành và thánh hóa dầu này, để những ai được sức trên thân xác thì cũng được sức trong tâm hồn và xứng đáng lĩnh nhận ơn cứu chuộc của Chúa. Lạy Chúa là đấng làm cho mọi tâm hồn được tăng trưởng trên đường thiêng liêng, xin đoái nhận tâm hồn tri ân mà hội thánh hân hoan dùng lời chúng con dâng lên Chúa. Vì từ nguyên thủy, Chúa đã truyền cho đất trổ sinh cây ăn trái, và trong các cây đó có cây ô liu đem lại chất dầu màu mỡ này dùng làm dầu thánh. Vì chưng vua David được ơn tiên tri, thấy trước các nhiệm tích ơn thánh Chúa, đã ca ngợi gương mặt hân hoan của chúng con khi được sức dầu, và khi tội ác trần gian xưa kia đã được nước hồng thủy rửa sạch, thì một con chim bồ câu ngậm cành ô liu loan tin mặt đất đã yên hàn, tin báo ân huệ của Chúa trong tương lai. Điều này đã thực hiện rõ ràng trong thời đại cuối cùng. Vì khi nước rửa tội đã thanh tẩy mọi tội ác đã phạm, thì việc sức dầu này làm cho diện mạo chúng con nên hân hoan thanh thản. Bởi đó, Chúa cũng đã truyền cho Môi-se tôi tớ Chúa sức dầu cho em là A-a-rôn, tấn phong ông làm tư tế. Sau khi A-a-rôn đã được thanh tẩy trong nước, tiếp đến là một vinh dự lớn hơn khi Đức Giê-su Ki-tô con Chúa, Chúa chúng con xin Gioan làm phép rửa cho người trong dòng nước sông Giô-đan. Vì ngay lúc đó, Chúa Thánh Thần lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên người, và Chúa đã lên tiếng minh chứng rằng Chúa rất hài lòng nơi con một Chúa, và chúng con thấy rõ ràng Chúa công nhận người, đấng mà tiên tri David được soi sáng, đã ca ngợi là được sức dầu hoan lạc hơn tất cả mọi người khác. Xin quý cha thinh lặng giơ tay phải về phía dầu thánh cho đến khi Đức Giám Mục đọc hết lời nguyện. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa đoái thương dùng ơn phúc lành của Chúa mà thánh hóa thụ tạo phong phú này, và ban thần lực Chúa Thánh Thần. Nhờ quyền năng Chúa Kitô, dầu này được mang tên là Christma do thánh danh người. Vì thế, Chúa đã dùng dầu mà sức cho các tư tế, các vua, các tiên tri và các vị tử đạo của Chúa. Xin Chúa hãy làm cho dầu thánh này trở nên nhiệm tích ơn cứu độ và đời sống hoàn hảo cho những ai sẽ được tái sinh nhờ phép rửa thiêng liêng. Xin cho họ đã được sức dầu thánh hóa và loại trừ được sự hư nát của đời sống cũ, trở nên đền thờ Chúa uy linh mà tỏa hương thơm đời sống trong sạch đẹp lòng Chúa, để như nhiệm tích Chúa đã thiết lập,
họ được vinh dự vương giả, tư tế tiên tri và lãnh nhận ơn huệ bất diệt. Xin cho dấu này trở nên nên cứu độ cho những kẻ được tái sinh bởi nước và thánh thần, làm cho họ được tham dự vào đời sống vĩnh cửu và đồng hưởng vinh quang trên trời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thay mặt cho giáo phận, xin cảm ơn tất cả quý ông bà và anh chị em ở các giáo xứ đã về đây hiệp thông, tham dự thánh lễ làm phép dầu và cầu nguyện cho các linh mục trong giáo phận của chúng ta. Cảm ơn giáo xứ chính tòa, qua cha xứ, ban hành giáo, ca đoàn và các ban ngành, ban kèn đã cùng chung tay tổ chức lễ dầu thật sốt sắng. Xin Thiên Chúa chúc lành và ban cho chúng ta một tuần thánh sốt sắng, yêu mến Chúa, yêu mến giáo hội và yêu mến con người. Một tràng pháo tay cảm ơn tất cả mọi người. Và giờ đây chúng ta đón nhận phép lành của Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy chúc tụng danh Chúa. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Lời xong chúc anh chị em đi bình an. Kính thưa cộng đoàn, dầu đã được truyền phép và sắp được rước vào phòng khánh. Đây không còn là dầu thường như trước nữa, nhưng đã trở nên dầu thánh. Dầu có ấp ủ thánh linh và các ơn phong phú của Ngài. Nhờ dầu thánh này, bao tội lỗi sẽ được tẩy xóa, nhiều linh hồn sẽ được sống lại trong ơn nghĩa Chúa, nhiều bệnh nhân được nâng đỡ ủi an, nhiều nỗi đau được xoa dịu, nhiều tâm hồn đau khổ tìm lại được niềm vui, nhiều người yếu đuối sẽ được mạnh sức. Tất cả những ơn cao trọng mà dầu thánh mang lại là do công nghiệp Chúa Giêsu đã chịu đau khổ và chịu chết trên thập giá. Vì thế chúng ta phải luôn nhớ đến công ơn Chúa và cảm tạ Người. Uống nước nhớ nguồn, chúng ta không bao giờ quên điều đó. Xin đoàn rước bắt đầu.
thật. Thank you.